Ông chào mừng ông đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi, và hôm nay thì tôi sẽ chơi một con mới, nó khá là hot meta nhá, được buff rất là nhiều. Đây là con Dirt Prophet tên trong Dota 2 nha anh em. Ok, con này thì anh em có thể nhìn thấy trên góc đây là chúng ta sẽ có combo là con Furion và con Zeus. Ở đây thì tôi đã tìm được Furion rồi này. Furion, tôi đã có Furion, bây giờ chỉ cần chờ để up nữa thôi, up population rồi. Ở trên thì hiện tại thì tôi cũng khá là may mắn khi có được Crystal Maiden cũng như là Centaur rồi. Bây giờ chỉ còn Ron thôi, Ron thêm một vài những cái con cơ bản cho đội hình này thôi. Còn cơ bản như thế này thì tôi nghĩ là cũng khá là đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ tập trung hướng tới những con như là Ghost hay là những con Buff cho con Dirt Prophet này. Rune thì chúng ta dùng Rune skin 1 nhé. Đây là các ông có thể nhìn trên màn hình rune tôi sử dụng. Cũng không có nhiều dòng đặc biệt lắm thì tôi nghĩ là các ông có thể up vào phần trăm Intel, phần trăm Magic Dam Bolus, rồi là Crystal Spell, Crystal Dam, Spell Crystal Chain. Đấy, mấy cái dòng cơ bản như thế thôi. Đây Stormburst, tôi nghĩ là tôi nên chọn Stormburst để giảm cooldown hoặc là tăng thêm Spell Dam cho DP. Có gốt rồi, bây giờ up population thôi. Đấy, con gà mà tôi chọn ở đây là con gà tạo vàng nhá. Cơ bản thì đội hình của nó cũng chỉ có thế thôi các ông ạ, không không có gì quá khác biệt đâu. Nhưng các ông con này đang được buff nhiều, khá là hot meta nên các ông có thể chơi thử. Sorry anh em là nó lag, một phần là vì do máy và một phần là do con DP nó tạo bóng cho nên là tạo ra những cái con ma bên cạnh ấy. Thế cho nên nó mới bị lag nhé, anh em xem thông cảm một chút. Cơ bản thì tôi chỉ giải thích đội hình để cho anh em hiểu thôi. Rune skill 1 nhé, và tại vì con Ghost của tôi đang là con Ghost main là main Agi, thế cho nên là khi mà link Ghost với lại con DP thì nó lại thành main Agi, nhưng mà cũng không sao cả, không vấn đề gì hết anh em nhé, càng đánh nhanh. Còn anh em nào mà muốn thì có thể đổi con Ghost kia sang Ghost Intel. Đấy, bây giờ có thừa tiền thì tranh thủ mua một ít đồ cho khỏe hơn. Anh em nhìn xem, đẹp rất là khỏe luôn. Tranh thủ ron thêm một vài con nữa. Ủi lag quá không ạ. Cơ bản là đẹp được, công nhìn thấy không? Đẹp rất là dễ luôn, đẹp rất là khỏe. Có CM với có Furion thì đẹp rất là dễ luôn. Cơ bản thì đội hình này là đội hình ấy rồi, mua thêm một ít Fury nữa búp cho để clear toàn bộ map luôn. Gần như là không thoát được, không ra được. Ồ, lag quá, lag quá. Furion cũng tạo đệ mà con DP cũng tạo đệ cho nên anh em thông cảm là nó sẽ bị lag nhé. Không tránh được. Cái này là máy tôi nó cũng yếu nữa. Ôi dồi ôi, lag, lag, lag. Đây rồi, có búp rồi, búp để cho Ghost dùng nhá. Thôi, dừng ở round 5 nha các anh em ơi. Tôi sẽ dừng ở round 5 và tua luôn cho anh em xem nhá. Ok, chờ tí tôi tua luôn lên round 30 cho anh em xem nhé. Còn dép cơ bản như này là dép được rồi anh em ạ. Đấy, nhìn này dép rất là dễ luôn. Ok, chờ tí tôi tua luôn lên round 30 nhá.